Rồi bữa nó chốt em giá nhiêu quy? 50 quá anh. Ừ, chốt rẻ vậy. Trời ơi, bây giờ em tiếc mấy ngàn anh nghĩ thôi bây giờ. Thế anh chốt sớm quá vậy? 70 đó anh Tứ. À 70. Thế 70 á. Ừ. Mà em tiếc mấy ngàn nào luôn, thôi bây giờ lỡ thôi chỉ giờ thôi chứ. Cái này nó liền có cái bể đó. Bể đâu? Bữa trước có bể đâu? Bể đâu chứ không bể. Đi. Bể rồi. Anh khóa cái bếp rồi. Nghe đây cho mọi người coi cái cây thái nha. Năm ngoái cây này là có trái chưa quý nha? Dạ có rồi anh. Có rồi hả? Dạ. Năm ngoái bói đúng không? Dạ năm ngoái bói. Mà bể cũng bể phải. Không phải. Đó cái này vô củ lao rồi. Ừ. Đó trái cho một cục thứ hai. Vô củ lao rồi. Dạ, anh chốt nha, bữa hôm lái vô chốt anh. Rồi bữa hôm nó chốt em giá nhiêu quy? 50 quá anh. Ừ, chốt rẻ vậy. Trời ơi, bây giờ em tiếc mấy ngàn anh nghĩ thôi bây giờ. Thế anh chốt giờ, sớm quá vậy? 70 đó anh Tứ. À 70. Thế 70 á. Ừ. Mà em tiếc mấy ngàn anh luôn, thôi bây giờ lỡ thôi chỉ giờ thôi chứ. Tại vì mình tính gì nữa. Thế là không chốt với giá 50 không mọi người? Dạ. Chốt 50. Quá mềm, hôm nay giá lên. Giờ mới xong, tại vì năm nay cần tiền mới lại chứ còn. Ừ. Cần tiền bút ôm, bút phù, em mấy gái dạy mới chốt đẹp thôi chứ còn. Không có kẹt tiền, không chốt sớm. Dạ, kẹt tiền mới chốt sớm, mình chứ còn Xuân Nam dễ dàng anh. Ừ. Đúng không? Đã được mấy chục cây vậy Quy? Dạ, em được 40-50 cây được. Tiến được khoảng bao nhiêu tấn chưa? Này, chắc đâu có được cả 2 tấn rưỡi. Ít vậy ta hả? Dạ, cái này nước rồi khó khăn lắm, mà mùa này bây giờ không còn nước quay xà phà nữa nè. Đang trước em lên thử cái đập cuối cùng của mình mà nước cái toàn bờ luôn rồi. Vậy? Đúng rồi hả? Toàn bờ luôn rồi. Mà mình đâu có xài tinh tới đó đúng không? Ừ. Mình trữ rồi đúng không? Mình bây giờ đóng xả hết. Ừ. Thôi, đứng chung trái đẹp mọi người. Trái đẹp quá ha. Đúng rồi. Cái này em đếm được mấy chục trái chưa? Em đếm có cây nhỏ vậy anh, có cây đầu cung á, mà em tính được 39 trái đó. Ừ, nó đu ra vậy nghe, em tính kỹ là 39 trái luôn. Ở đây hả? Dạ, đúng rồi, cây đó. Lên coi coi. 39 trái. Cây này tính được bao mấy trái nè. Cái này là nó sở dĩ từ lúc nào đây Quy? Em cũng chả nhớ rồi anh. Trước Tết hay sau Tết? Đó. Trước Tết chứ. Mà đợi tới em có đi quét bông không? Không, em không quét bông. Ừ, để đầu tự nhiên à? Dạ, để đầu tự nhiên luôn. Ủa, sao cái này em tắt bớt một bát hả Quy? Dạ, đây có một bát hả? Khi nó ăn, khi bát cái nào? Ấy là khi bát nhưng mà tử rồi, tử khóa rồi, bây giờ có bát nào đang đi mà thôi vậy? Hả? Không biết đi cà phê rồi hả? Thế không? Thì giống, cũng hơi giống rồi. Hơi giống cà phê mà. Cà phê sang với... Cà phê trồng hay là đâu? Sầu riêng mà. Này, anh cũng không biết rồi đó. Hên là đợt cái ông giữ lại mà đợt này sầu riêng có giá, cà phê có giá rồi. Dạ. Thôi. Nói chung để cà phê tăng nồi mình kéo dài nó vướng rồi. Vướng đúng không? Dạ vướng lắm. Thoáng cho mình dễ kéo dài. Đây đây cây này nãy em nói là mấy chục trái thôi Quy. Dạ ba, đúng rồi 39 trái đó anh. 39 trái hả? Dạ. Mà tròn đều không? Dạ. Tròn đều không? Đều. Đều hả? Thôi vô coi coi. Phương tính kỹ coi 39 trái đó nha. Một phần một lá này mình xanh dày. Trái này được 2 kg chưa Phương ha? Được rồi, có tới được 2 kg rồi. 2 kg. Ủa hồi xưa nó bị cục cái đọt hả Quy? Dạ nó bị cục đọt anh. Ừ. Nó bị cháy cái đọt nó bị nắm hay sao ấy. À, bây giờ thành nó nhánh quá chừng ha. Giờ nó nhánh quá chừng. À, nhánh tay quá chừng. Cắt bỏ. Mùa với hai dầm lần thập liên mình không có nành để co à. À, thấp thấp đúng không? Thấp thấp rồi. Lo tụi mình lấy cái. Có kinh nghiệm rồi đó. Tôi là bắt đầu bây giờ đây nè. Bắt lửa. Thì bây giờ mình để lấy cành chứ còn mình không để đem vương co đâu. Ừ, cái dàn cành đẹp quá. Dạ. Ủa cây này năm nay là năm ra trái năm thứ hai đấy hả? Dạ đúng rồi, năm nay ra trái là năm thứ hai này. Là mấy năm rồi Quy ha? Cây này là vô 5 năm đó anh. Ừ, 5 năm. Dạ, 5 năm được dày ha. Dạ. 5 năm mà 39 trái. Số này 5 năm đó anh. 39 trái cho 40 trái đi. Dạ, cho 40 trái. À, một tạ hơn tạ. Dạ, hơn tạ đúng rồi. Thấy tạ 2, tầm khoảng tạ 2. Dạ. Một phá cho Phương. Kệ nó chứ. Phá con Quy hả? Nó hả? Ở đây thăm vườn sầu riêng của anh Quy. Sầu riêng trên đồi. Này đồi cao lắm mọi người. Cao mấy trăm mét so với ở dưới suối. Ừ, hay Quy lên tới nước.
Đây là bao lâu em tưới lần này Quỳnh? Dạ cách bữa tưới à. Ừ. Dạ, hôm qua không tưới, bữa nào tưới nè. Cây hai bát hả? Dạ cây hai bát anh. À. Đủ không? Đủ nước không? Dạ dư. Nước ha, nước thì dư sức. Nước bên đây khỏi lo rồi. Hả? Bát này một lần anh tưới là tỷ về một bát là nó cần có bao nhiêu nước một cây này. Em có ước được một bát này một cây một giờ nó là nhiêu lít không? Em cũng không biết cái đó, cũng không để ý ra chú tưới đà thôi chứ em thấy cổng thấy mà nó cả 40 phút là bắt đầu em chuyển mãi rồi chứ rồi chẳng biết nữa. Dạ. Cái canh chừng mà cái mãi 40 phút rồi. Tới 40 phút rồi hả? Dạ. Lý là mình về mình học hỏi Quy mình trồng mấy chục cây thì thử đó thôi. Ấn hả? Chưa biết trồng thì riêng chứ. À, anh Phương chưa có sầu riêng hả? Thì chưa. Dù dậu nay về mới ái coi cái đầu trồng. Cái lúc mà trái tới giờ là em bỏ mấy lần phân rồi Quy? Em bỏ nói chung em bỏ bữa nay là ba đợt rồi. Ba đợt phân với xong rồi bắt đầu em tứ phân lớn trái nữa. Dạ. Ba đợt là phân gì? Em đi phân gì Quy? Phân ba số. Dạ. Ba số mấy? Ba số bự bả. Ba điều luôn. Dạ ba điều luôn á. Không mà từ lúc sổ nhị là nó cỡ nào em bỏ phân lại? Từ lúc sở nhị thì nó ấy là nó trái ấy là cái trái nó phẳng tẩu cái bắt đầu em em tứ phân dọn nào thì như ngón tay cái là vô phân nữa không vô phân cho nó nhanh lấy trái. Như cây này bỏ mấy ký rồi? Cây này thì em bỏ cả mấy lạng thôi. Mấy lạng hả? Dạ. Ít vậy không bỏ nhiều đâu tại vì mình bỏ thường xuyên mà mấy là mình canh mỗi mình bỏ điều gì đó. Thế từ cái lúc ngón tay cái xong là bao lâu em đi lại? Nếu mà cả đó thì nếu mà trái cả ba lớn mới đặng bỏ lại cái Thế là khoảng 20 ngày em bỏ lại chắc cả 15-20 ngày đặng bỏ lại. Em tới quy lượng đó mà mua cái xô quy lượng hết 2 triệu mấy một xô. Mấy bữa giờ xài mấy xô rồi? Em xà ra cái nửa xô tại vì ông anh bên Phú An em chia là cái nửa xô đó. Đó em tứ thì mình cay mình đấy là mình tứ cho cây có trái thôi. Đi qua đây chơi tiếp đi. Dạ. Nãy em nói mấy chục cây đó. Dạ là chắc đâu cũng được 4 mấy cây đó. Dạ. Là cái lứa trồng đầu tiên hả? Dạ, là lứa này cái lứa này cái lứa trồng trước á. Rồi sau này em nhân thêm bao nhiêu cây nữa? Rồi sau này em trồng thêm đâu 100 cây nữa. Là tổng cộng bây giờ được nhiêu cây? Được 100 rưỡi cây. Tổng cộng hết là cỡ lớn cỡ nhỏ luôn. Có ri không? Dạ có. Ri đây anh. Có cái ri nào có trái chưa? Dạ có. Có luôn hả? Đây, cái ri của anh Huy. Dạ. Dạ. Lá chuẩn. Điện khóa đó, giờ chuẩn khóa tới cái con đừng nghe mũi tư. Cái ri của ông. Ui, cái ri trái đẹp quá Huy ơi. Cái ri trái nhiều quá chứ. À 30 trái. Rồi cắt dao rồi á. Cắt trong quay được không? Trái quá chừng. À lưu thư vậy chứ tính kỹ được bộ mấy trái. 30 trái. Cũng tầm tầm tạ ha. Tạ. Cây sầu riêng kiếm tạ dễ dàng quá ta. Cây năm thứ 5. Dạ cây năm thứ 5. Năm thứ 5 mà anh dạ. Anh Huy anh kêu 30 trái. Dạ. Nói chung nó rụng hết anh ơi. Dạ. Hả? À, tụt á. Nó cũng rụng bớt đúng không? Dạ, nó rụng bớt nhiều lắm anh. Ủa mà trên này có sóc không Quỳnh? Thì có anh, sóc nhiều lắm đó chứ. Nhưng mà dạ. em đuổi nó, em bắt nó một cách nào? Đâu, tại vì cái ông thằng chú cái này nè, ổng cũng bãi. Bãi không? Ông bãi gì nó cũng đã rồi. Dạ. Cũng cầu mà. Thì ra số anh Quỳnh trồng thái không? Dạ, thế không anh. Em được hơi cái ri à. Thái nó trái nó nặng lắm nha. Dạ, trớ nặng anh, nó nặng hơn thằng ri. Thằng ri vậy chứ nó là nó ngại mà. Ngại ký. Dạ. Đây là giữa vườn. Lên trên đó một đoạn nữa mới tới cái đỉnh đồi. Đây, còn mọi người xem nè. Đồi khiếp luôn. Đây xuống dưới đó chắc hơn 100 mét độ cao nữa. Dạ, đúng rồi. Được, cánh đồi núi không à. Là đây anh có cái đám sầu riêng rất đẹp. Trồng sầu riêng cho sóc ăn hả? Sóc khỉ vô đó. Bây giờ nó nằm trong giữa đó. Giờ này cũng được ba mấy trái đó. Ba mấy trái đâu hả? Đếm luôn hả? Cái dàn lá đẹp quá quý ơi. Dàn lá đẹp quá. Dạ. Cứ khừ luôn.
Đâu có phải chặn đọt rồi không? Dạ. Hay để tự nhiên không? Một tu rồi anh. Uh-huh. Em chặn tu đọt. Tu đọt. Chặn bằng gì quý? Em chặn để đọt em. Em đem cái thứ gì nhờ bắt đầu nó còn dư á, đem về gửi lại. Đó là mà KB hay gì? Không, à, anh cái gì 24 giờ á. À. Ừ, quý chăm điều tay ghê thôi. À, tạm biệt mọi người nha. Bye.